បាទសួស្តីសូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតមកកាន់ Channel Comic Tab សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូននៅពីរបៀបនៃការបង្កើតសាច់រឿងគំនូរជីវចលដែលងាយៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Android ទេក៏ iOS ខ្ញុំទៅជឿមិនស្គាល់តាមសារដែរនឹងអាចបង្កើតបានអត់សម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំសូមខ្ញុំបានធ្វើវិធីវីដេអូមុនរួចហើយដែលតើជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតែដោយសារតែបងប្អូនថាជាមិនស្គាល់យល់ពីកម្មវិធីនេះពីភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតពីសាច់រឿងរបស់ជីវចលពីមានទូអង្គសាស្ត្រទៅមុខពីនេះនេះដែរណាតែបងប្អូនចូលមកលេខផងហើយវាយពាក្យនេះតោះមកទៀតយើងធ្វើការលក់ពីលក់ពីទៅក្នុងកម្មវិធីណាតែខ្ញុំមិនឡើងទេចេញពី open មកយកមកធ្វើការជួបជុំតាមកាលតែនេះវាអាប់ឡូតទេមកយកចុះ2ថ្ងៃធ្វើការកាត់តពីទូទៅចូលព្រៃទីទៅទៅមកចុះទីទៅទៅហើយរយយកអាប់ទៅមកវិញហើយໄວໄວទៀតណាໄວໄວទៅទៀតໄວចូលលេខកូដវិទ្យាមើលលេខកូដរបស់វាខ្ញុំមើលអានេះបើបើសិន Spotify វាយើងចូលក្នុង Gmail របស់យើងមកហើយរួចយើងលេខកូដមកដាក់ហ្នឹងមកដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមករួចរាល់ហើយនឹងបង្កើតជា account របស់យើងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់នេះទេបងប្អូនអាចធ្វើនេះបានណាខ្ញុំមើលគាត់ថានេះទេខ្ញុំធ្វើនៅពេលក្រោយក៏បានដែរហើយខ្ញុំក៏សំខាន់ជូនបើបង្កើតវីដេអូយ៉ាងម៉េចនេះយើងចូលឲ្យខាងក្រោមឲ្យរូបកាមេរ៉ានឹងមកញ៉ារូបកាមេរ៉ានេះយ៉ាបងណាពេលដែលបងប្អូនលុកចូលអីត្រឹមត្រូវពេញតាមត្រឹមត្រូវរបស់វាហើយបងប្អូនចូលកន្លែងកាមេរ៉ានឹងមកណានេះចូលកន្លែងកាមេរ៉ាខាងក្រោមទៅមកនេះរូបកាមេរ៉ានឹងមកបន្តមកទៀតក្នុងការដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបង្កើតតួអង្គរបស់គ្រូជីវចរហ្នឹងសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងក្លេក្នុងខាងលើរកពាក្យថានេះអានេះនេះកន្លែង HR អូយអានទៅទៅអំដេនេះជាពាក្យហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយយើងបង្កើតតួអង្គថ្មីអានេះមានស្រាប់ហើយយើងចង់បង្កើតដងទៀតនេះជាកន្លែងពាក្យ create new ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតនេះតួអង្គដែលយើងត្រូវការ
nè chẳng bà cá tu ông sợi được thôi dừng chạy nhà một bà nè nè mà tao mới dừng chạy cái này nhìn 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 cái này nè rồi tập lùng một năm rồi ấy rồi tới anh đi bộ sợ nè cái này bộ sợ rồi ấy rồi tới này khá tới việc cất lôi hả này phục mua trong đạo phục mua đạo tới này cái này cái mau mà này chào lúc này đi hàng đến cứ ngọt á bộ ngọt đã tạm lắm không và cái tọa mà tiết nên chạy tạm lắm không miền bên ta mình ấy mà đặt đồ ai một ấy mà tạm lắm không ok rồi hai dương chạy viện tha tọa mà tiết dương giờ rụng đắng hay dương bệnh phải khỏi mất những bà rụng đắng này nè 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 được điều bậc cả mấy nè là ngày hay tu âm phải thuộc được thế chẳng mà hay to một chiếc châu bậc cả sẽ cái thứ nhân châu lại nè 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 lại nếu mau nè nè thấy nhá ngày cả sẽ cái thứ châu lại kệ nè cái đây nè nè lại nè mắt chị lại nhà bột đúng không châu bột thế của to miên đây được à mà to to mới dựng cái lệnh mới thắng lừa nè cả lại như rút à nè 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 vô và cái nó chạy lại những cái bộ game hot máu mỗi trên kia sò rồi tao mới trên cái tay screen như thế máu đầm mấy dương rất cả lại này dương tôi cả hôm nay không nâng biến trả lại trong đây rồi tôi chẳng nhầm ra tao mũi nhầm mũi thọ rồi mũi à như thế ok mà bị cào mũi rồi tao mới chết dương chết mơ kháng cao hạ cao nó cái chịu ấy cái chạy mơ đó cứ đó tua giờ mình gì vậy thường mà nhỉ ngồi này cả lại khác cô thơ cả lại khác chẳng tới vì đôi khi ai cơ bản pin nhỉ nè 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 à đúng cái khi mình lúc lúc trà cái chạy lại nó mắc khi ai cơ bản mà lúc trà này thế nè chạy hạ cao nó mắc rồi nhưng tu ở cái dân rất mạnh và tôi ăn muối hạt cào đi chị khai khỏi đi muối tiết mắm rồi muối tiết mắm mà vì nhưng mẹ hàng một cái sấy kia nhỉ nhìn chạy mới tay mới con ấy mất đã hàng một cái sấy kia này trở lại để dân rồi hơn nè này à hai cái sấy kia chị mới đó còn lại này tôi ăn về cho nó còn lại nè chứ phải nè rồi tụ thọ cho nó hay cho phải nhiều con ai nó hay một tàu chết nhưng còn lấy một thằng lớn chết lại cái này được nhà được xa chết lại nó mất lấy kia nữa và chết lại nữa cho mình đây tha ao dương nó ao tụ áo nó nhìn dây kia nè một lần dây kia nhìn chết nhìn như mưa lại cái này này to lại để che lại đúng không tập máy dương rồi chụp tụ áo nó này tụ áo khang này kinh tế môn vì miền quý á nó này chua mùi mùi vì miền tụ ong vì miền chua mùi mùi chua nó dành ách đồ ban đồ đạc chua ấy các bạn này dừng mạch đạc chua bọc kê các bạn này thì phải dục ách đồ bán ở đây thì bởi chị khang này mình là gì mướn ở khang này này kinh tế môn chúng ta như thế này cái lại chuyện ra thì sầm mưa thế này cái lại ra nên trong đấy tha tuy dương cái xe cái ấy cái đó cứ vì như vậy tạm giờ này vì vậy tạm giờ nhá thì mới ưu thọ dùng cái xe cái mùi nhá thì mới chụp chờ làm tốt thì mới dùng kiện xe kiện như mùi á thôi những sự kiện đang ngồi thôi bị à tham gia nó I love you thì nè nè gì xây mà nhé I love you cho những sự kiện ấy xây cho mình nó có viên gì tam mà vậy là những xây này là về bản thân không cả mấy dương ngã mình chơi pizza ông lê nhất đó mình thời gian ở thời xây thế này phải châu xem lấy bao nhiêu to các bạn này nhé nhé chơi cái lại microphone đúng không hay chơi cái lại nhưng mà yên vậy
យាយពីសាខ្មែរទៅវាវាធ្វើមកតាមយើងហើយវានិយាយធ្វើមកតាមយើងហើយអីទេបើយើងជប់សំឡេងខ្លួនអញ្ចឹងវារត់តែអត់ជាប់ copy ដែរទៀតអីទេណាហ្នឹងហើយអឺណ៎ហើយនេះបាទខាងស្រីបើចង់ឲ្យខាងប្រុសនិយាយយើងចុចចិត្តកន្លែងណានេះកន្លែងទៅលើកន្លែងរូបសញ្ញាសាដល់ទីមកដូចហើយយើងចុចចិត្តឈ្មោះបោះខាងតួខាងប្រុសម្ដងឃើញណាអីទៅផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងមកផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបែផ្សេងអញ្ចឹងមកអត់ទៅវានិយាយតាមយើងហ្នឹងគេនិយាយតាមយើងហ្នឹងហើយចាំបើកាត់ទីសាច់រឿងបានហើយហើយស្វែងយល់មួយទៀតនេះកន្លែងមុខក្នុងអីគេកន្លែងក្នុងមុខចោនេះអាហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងអារម្មណ៍របស់តួអង្គយើងចង់ឲ្យតួអង្គវគ្គណាមួយដែលខឹងអញ្ចឹងទៅយើងគេពាក្យខឹងទៅកន្លែងហើយវាយំគឺវាធ្វើយំតាមហ្នឹងហ៎តែយំនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យថាក្រៅវាធ្វើយំអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាធ្វើកាយវិការដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអត់បញ្ហាទេវាសម្ដែងអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអាកន្លែងនេះអាកន្លែងដូចជាភ្លេងខ្ញុំមើលច្បាស់ហ្នឹងនេះទីសាទូសាប់របស់ខ្ញុំវាបាំងរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើបានហ្នឹងណាអានេះភ្លេងភ្លេងនេះចង់បង្ហាញថាក្នុងក្រុមវគ្គហ្នឹងគឺវាចេញភ្លេងដាក់ជាសម្លេងអីមួយភ្លេងវាចាក់ភ្លេងរ៉ូមែនទិកអីចឹងគឺវាដាក់ភ្លេងឲ្យយើងតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអាចមើលយកខ្លួនឯងណាបាទស្វែងយកខ្លួនឯងណាអត់អីទេហើយមួយទៀតហ្នឹងដូចជាអស់ហើយមានអីត្រូវនេះទៀតទេចុះនេះអីគេនេះហើយរូបនេះមើលណាអត់អីទេហើយមួយទៀតបើទីយើងត្រូវការចង់លុបអីហ្នឹងយើងគាត់ណានេះទីគេមកខាងចឹងមកឲ្យវាឡើងចឹងមកយើងទីវាចឹងមកឃើញណាចិត្តវាឡើងរហូតហ្នឹងហើយយើងទីវាចឹងអញ្ចឹងគឺមានគេខ្វែងយើងលុបអាចចំណិចហើយដែលយើងចង់បាត់ចង់ប្រើវាចឹងណានៅនេះចឹងណាហើយឧទាហរណ៍ឬសាច់រឿងនឹងមួយហ្នឹងចឹងចាំមើលវានិយាយថាម៉េចខ្លួនឯងបានអីចឹងណាហើយរបៀប fail របស់វាហ្នឹងនេះយើងមើលហើយហ្នឹងនេះខាងក្រោមវាមកយើងមើលពាក្យអីនេះមក fail វាក្នុងការ fail ហ្នឹងគឺវា fail ចូលក្នុង memory របស់យើងហើយវាកម្រិតរបស់វាគឺ HD នេះគឺវា HD ច្បាស់ហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យ fail ហ្នឹងទៅវា fail ឲ្យយើងណាណាចំណងពឿនជាណាមើលបានណាអត់អីទេបាទហើយរកការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមហ្នឹងហើយសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជួយ Subscribe ផងបើបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe មួយ Channel របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើន